Em cứ suy nghĩ đi. Nếu tin tức em mới đi làm mà đã bán tài liệu mật của công ty bị lộ ra ngoài ấy, thì cả đời em cũng đừng mơ đi tìm việc nữa. Anh về đây. Có gì cứ gọi điện cho anh. Anh chờ. Cô An, có chuyện gì cô cứ nói với tôi nhất định sẽ giúp cô. Chuyện lần này không dễ giải quyết như thế đâu. Tôi không biết là ai đang cố tình hãm hại tôi, nhưng mà tôi không bao giờ bán bí mật của công ty ra ngoài. Tôi hiểu tính của cô mà, tôi tin cô. Nhưng mà sếp của tôi nói anh ấy đã làm mất hợp đồng, lại còn phải đền 200 triệu. Anh ấy bắt tôi đền 100 triệu, nếu không anh ấy sẽ... Cô bình tĩnh đi. Cậy ngày không sợ chết đứng. Tôi sẽ ở bên cạnh cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là phúc thì không là họa, là họa thì có tránh cũng không được đâu. Tôi nhất định sẽ có cách. Cô phải tin tôi. Việc của cô bây giờ là nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần đi. Ngày mai nếu cô có thể đi làm thì cứ đi làm, còn không thì ở nhà nghỉ ngơi, được chứ? Trứng mà đòi chọi với đá à? Đáng đời. Quán đẹp nhờ. Giá như nhân cách của chủ quán cũng đẹp như cái quán này thì tốt biết bao. Này cô là ai mà qua đây phỉ báng người khác như vậy? Tôi là ai à? Tôi chỉ là một đồng nghiệp suýt bị vẻ dịu dàng của cô ta lừa thôi. Tôi còn định coi cô ta là chị em nữa cơ đấy. Nhưng mà cũng may, chứ không thì cô ta lại đổ cho tôi cái tội bán tài liệu mật của công ty cho người khác thì chết. Mọi chuyện chưa rõ trắng đen, chị đừng có mà nói linh tinh. Biết đâu có kẻ không muốn tôi hơn họ, sợ tôi cướp mất đi vị trí độc nhất của họ, cho nên mới tính kế hãm hại tôi. Phải rồi, vậy thì cô cứ chờ rõ trắng đen đi. Xin chào. Cô... Tôi là cái thá gì mà dám xúc phạm cô chứ? Vương Anh, kể cô ta đi. Loại người như cô ta còn nói không hiểu được đâu. Thôi, hôm nay chúng ta đóng cửa quán sớm đi. Tôi đưa anh đi dạo một vòng cho thoải mái nhé. Anh Ân, tiền chúng tôi đã giao đủ, giấy tờ cũng đã ký. Tôi mong anh từ nay về sau hãy tuân thủ cam kết, đừng quấy rầy An, hay gây khó dễ với An nữa. Tôi không phải quân tử, nhưng cũng không hèn hạ tới mức như thế. Xin chào và chúc may mắn. Đang định tách ra mở công ty riêng thì tai bay vạ gió, vừa mất hợp đồng lại vừa phải đền tiền. À cày không chứ lại. Sếp ơi, em biết sếp đang ở trong đấy, em có thể vào được không? Vào đi. Em đi vắng một cái là mọi chuyện cứ loạn hết cả lên.
Em nghe tin một cái là em về công ty luôn đấy. Em lo cho anh quá. Đời lên voi xuống chó, chưa bị đuổi được còn may rồi đấy. Em không chê anh hay sao mà còn lo cho anh? Em sẽ không thay đổi đâu. Dù anh có thích người khác thì em vẫn sẽ chờ anh. Em sẽ chờ đến khi nào em không thể chờ được nữa. Lúc nào là không thể? Lúc này. Nếu như em tới đây để cười nhạo tôi thì em đi đi. Em bảo lúc này em không thể chờ được nữa, có nghĩa là em muốn em là người phụ nữ của anh. Em muốn bên anh lúc mệt mỏi nhất. Anh có đồng ý không? Cảm ơn em. Anh Tân ơi! Anh Tân! Thế mà bảo sẽ luôn ở bên mình. Chuyện của tôi bị đột quỵ, nhớ phải giấu thật kín kẽ. Nếu như để các công ty đối thủ mà biết, họ sẽ xáo xào tin tức, làm ảnh hưởng tới uy tín và gây áp lực đối với công ty. Dạ vâng, em hiểu rồi anh. À sếp ạ. Tạm thời tôi sẽ thay bố tôi điều hành công ty này cho tới khi nào cụ tỉnh lại. Nhưng mà này, cậu thường xuyên ở bên cạnh bố tôi mà không biết bố tôi bị đột quỵ vì lý do gì à? Hôm đấy em đang đứng ngoài cửa thì nghe cái rầm, vào thì thấy ông đã ngã rồi, nên là em gọi cho anh luôn đấy ạ. Thôi được rồi, bây giờ cậu đi đón cô An qua đây cho tôi. Dạ vâng. Alo, cô An đây à? Cô thay đồ đi nhá. Lát nữa sẽ có một người tên Quang để đón cô. Chúng ta gặp nhau, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà mọi chuyện lại giải ra hết một lúc, ngày càng cao co. Dù thế nào, mình sẽ giúp Quang tìm được kẻ hãm hại cô ấy. Nhất định. Đúng là không có cô ta cô khác. Căn phòng nhìn sáng sủa rộng rãi đã hẳn. Huyền ơi! Sao thế anh? Em xin lỗi, tại em nhớ An quá, cho nên em vào đây nhìn cảnh nhớ người một chút. Anh không ngờ em lại là một con người sống tình nghĩa như vậy đấy. Em lúc nào mà chẳng vậy, chẳng qua là anh không nhìn ra thôi. Mà anh gặp em có chuyện gì vậy? À đấy, anh nghe có người báo là chủ tịch của FM bị bệnh phải nhập viện. Em đi tìm hiểu cho anh xem thông tin đấy có đúng hay không. Nếu mà đúng như thế thật ấy thì ông trời đã giúp mình rồi. Em hiểu rồi, chuyện này để em lo cho. Huyền này, xong vụ này mình cưới nhau nhá. Anh không muốn để mất một người phụ nữ như em. Dạ vâng ạ. Thôi em đi đây. Em đi đi. Mời vào. Giới thiệu với cô An, đây là anh Tân. Hiện tại đang nắm giữ chức vụ quyền chủ tịch công ty FVM. Hai anh chị nói chuyện với nhau nhé, em xin phép ạ. An, ngồi xuống đi. Cứ từ từ, tôi sẽ kể cho An nghe hết mọi chuyện. Mới có chút chuyện mà trông em bối rối thế. Anh đừng lo, cậu Quang kể hết cho tôi nghe rồi. Ngày trước lúc tôi gặp khó khăn, anh đã không rời bỏ tôi. Nên bây giờ công ty nhà anh gặp chuyện, tôi làm được gì tôi sẽ giúp hết mình. Cảm ơn cô. Vậy chúng ta bắt đầu thì làm giấy tờ sổ sách này nhé. Chán thật đấy. Một người phụ nữ xinh đẹp thế này sao lại có thể chơi xấu sau lưng mình được nhỉ? Mình không muốn mất cô ấy mà. Anh Ân,
Có chuyện gì mà em vội vàng đến mức quên cả gõ cửa vậy? Em tưởng chúng ta sắp kết hôn rồi thì em không cần phải gõ cửa nữa. Đúng nhỉ, anh quên mất. Thế có việc gì đấy? Em đã tìm hiểu rồi anh ạ. Chính xác là chủ tịch FPM đang nằm viện, nhưng mà chưa biết khi nào tỉnh lại. Thằng con trai không biết gì của ông ta hiện tại đang tiếp quản công ty. Thế thì tốt quá rồi. Nhân cơ hội này, chúng ta lật đổ FPM và trở thành công ty thống trị khu vực này đi. Anh Tân, anh nghỉ tay chút đi. Ăn cơm em tự nấu xem sao. Em cũng bận nhiều việc mà. Nếu mà mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Anh là đàn ông, dù sao thì sức khỏe của anh cũng tốt hơn em. Đàn ông thì cũng là con người mà. Mấy ngày hôm nay em thấy anh chỉ ngủ có vài tiếng, anh phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Nếu anh mà làm sao ấy thì ai càng đáng công ty đây. Bây giờ bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó vào mình đấy. À, cho anh mượn bờ vai của em một chút. Em mệt quá. Anh Tân, tình hình không ổn rồi ạ. Anh xem, giá cổ phiếu công ty chúng ta đang giảm rất mạnh ạ. Chết tiệt, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Không chỉ thế đâu ạ. Còn chuyện gì nữa, cậu mà nói đi. Em nói, nhưng anh phải hết sức bình tĩnh ạ. Ba cổ đông chính của công ty đang yêu cầu anh rút khỏi chức chủ tịch. Nếu không, họ sẽ rút cổ phần ra. Đúng là ép người quá đáng mà. Tình hình là như thế, anh xem cho em ý kiến chỉ đạo. Em đợi ở ngoài ạ. Em xin phép. Mẹ kiếp. Anh đừng lo, không có con đường cùng đâu. Con đường là do con người tạo ra. Chỉ cần tao còn sống thì sẽ còn có cách. An, hay là mình kết hôn đi. Giờ này mà anh còn đùa được nữa à? Bây giờ là lúc lo cho công ty, chứ không phải lúc nói chuyện cưới xin đâu. Anh yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra ấy thì em cũng sẽ không thay lòng đâu. Sao hôm nay người đẹp lại hẹn riêng anh thế này? Em làm anh bất ngờ quá đấy. Chẳng phải những tin tức không tốt về công ty FPM đang lan tràn trên các mặt báo đều là do bên anh gây ra hay sao? Anh cố chấp như thế để làm gì? Có rất nhiều chuyện em cứ nghĩ là mình biết, nhưng thực ra em chỉ biết phần nổi, còn một tảng băng chìm mà thôi. Nếu như em muốn biết, anh rất sẵn lòng. Được. Dù sao thì trước khi đến đây, tôi cũng chấp nhận kết quả rồi. Tôi sẽ đi theo anh. Chỉ cần anh để cho anh Tân một con đường sống, để cho công ty anh ấy một cánh cửa thoát hiểm là được. Vậy thì mời em. Alo, anh ạ. Đúng như anh dự đoán, An đến gặp anh Ân ạ. Hai người đã lên xe rồi đi. Em phải làm thế nào ạ? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Chỉ là làm công ăn lương, tại sao lại phải liều tính mạng như vậy nhỉ? Thôi, cứ bám theo đã rồi tính sau. Tôi không ngờ cô lại vội vàng đến đây như vậy đấy. Việc này liên quan đến danh dự,
hạnh phúc và tương lai của tôi. Sao tôi có thể không nhanh cho được? Anh ta lều oán bao ân thì tôi cũng không để cho anh ta yên đâu. Phụ nữ thật đáng sợ. Lúc yêu thì yêu cho lắm, đến lúc hận thì hận cho nhiều. Được, tôi sẽ đồng ý trả cho cô 500 triệu nếu như cô chịu tố cáo cậu Ân đứng sau tất cả mọi chuyện. Vậy anh chuyển vào đây 200 triệu trước cho tôi. Có như vậy thì tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Tôi sẽ chuyển tiền sau khi cô ký vào hợp đồng thỏa thuận công việc. Được. Huy Ân, đúng là em chưa bao giờ làm anh thất vọng mà. Em xin lỗi vì đã tự quyết định mọi việc mà không bàn với anh. May mà hôm nay chưa xảy ra chuyện gì, lần sau em sẽ không như thế nữa. Anh Ân, sao anh biết em ở đây? Tôi có cách của tôi. Từ lâu tôi đã nghi ngờ thái độ của cô rồi. Thì thoảng ấy, cô lại có những cuộc điện thoại lạ, nhiều lúc ở bên tôi mà tâm trí của cô cứ để đâu đâu ấy. Một người đang sống trong hạnh phúc, công ty thì không có vấn đề gì, thì không thể nào có tâm trạng bất ổn như thế được. Vậy là anh cho người theo dõi tôi? Tùy cô nghĩ thôi. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc. Tôi và cô đường ai nấy đi. Còn anh, anh không ngờ được người có liên hệ mật thiết với cô Huyền sau lưng anh ấy lại chính là cậu Quang, cánh tay phải của anh à? Đúng là đời mà. Thôi, tôi đi đây. Em yên tâm, chuyện đã đến nước này rồi ấy, thì chấp nhận thôi. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh ta nói đúng. Ban đầu tôi và Huyền chỉ là đối tác bình thường, nhưng chúng tôi đã tìm ra được một điểm chung, đó là yêu quyền lực. Còn là tôi bất ngờ đấy. Bố tôi đối xử với cậu đâu có tệ. Nhưng tôi vẫn chỉ là thằng làm thuê. Nếu tôi phá nát công ty FVM và mua lại FVM với giá rẻ và thâu tóm thêm công ty Vivu thì chúng tôi sẽ là bá chủ. Nhưng tức thay, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bây giờ tôi sẽ chịu sự trừng phạt của công ty và của pháp luật. Xin chào. Không ngờ cậu ta cũng là người nghiêm túc trong tình yêu, dám làm dám chịu như thế. Bây giờ anh tính thế nào? Một người như cậu ta thì làm sao mà dùng được nữa. Thôi thì cho họ một con đường sống. Ép họ vào chân tường cũng chính là ép chính mình. Cháu cùng rất rõ, khó đoán lắm. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần giữ gìn sức khỏe để vực dậy công ty thôi. An, anh tặng em như một ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày gì ấy ạ? Đặc biệt vì là ngày anh chính thức cầu hôn em. À, em đồng ý làm vợ anh nhé.